61 lời tựa cho Linh Nham khai thị pháp ngữ năm Dân Quốc 2 năm 1936. Linh Nham chính là cuộc đất thánh đạo tràng, trời tạo đất dựng, ngô vương phủ sai thiếu đức chàng tuân theo đạo chánh tâm thành ý, siêng năng việc nước yêu dân của các vị tổ là thái vương, thái bá, trọng cung, chỉ chuộng dâm lạc, bèn dựng cung quán oa nơi này, mắc tội với trời đất và tổ tông cũng lớn lắm. Cung điện xây xong được mấy năm, nước mất thân chết chẳng đáng buồn ư. Đến đời Tấn, Tư Không Lục Ngoạn xây nhà trên đó, sau nghe Phật pháp bèn biến nhà thành chùa. Đấy chính là duyên khởi khai sơn đầu tiên của Linh Nham vậy. Đến đời Lương, ngài Bảo Trí Công cầu xin Vũ Đế, chùa lại được trùng hương, Trí Tích Bồ Tát nhiều lượt hiện thân tượng vẽ, hiển thị đạo nhiệm mầu dẫn dắt kẻ tục còn đang mê. Đến đời Đường, em trai tể tướng Lục Tự Tiên người Tô Châu mắc bệnh ở kinh đô, ngự y bó tay, một vị tăng xin gặp nó có thể trị được bệnh, bảo lấy một chén nước sạch hướng vào đó niệm chú mấy câu, ngậm nước phun ra lập tức khỏi hẳn bệnh, đem mọi vật đắc tạ sư đều không nhận, nói: tôi tên là Trí Tích, sau này ông trở về Tô Châu nên đến núi Linh Nham gặp gỡ tôi. Về sau người ấy đến núi hỏi thăm, không có ai tên là Trí Tích cả, tâm rất buồn bã. Xem khắp các điện đường thấy hình vẽ trên vách, chính là vị tăng đã trị bệnh cho mình. Vì thế đặc biệt dựng điện Trí Tích, chùa lại được trung hưng. Từ đời Tấn đến đời Đường, danh tánh tất cả trụ trì đều chẳng thể tra cứu được. Đến đời Tống, phàm những vị trụ trì núi này đều là bậc đại lão lỗi lạc trong tông môn, đạo tràng Linh Nham đã trở thành đứng đầu giang tô. Do đất thiêng nên mới có người tài giỏi, do người tài giỏi nên đất mới thiêng. Cuối đời Minh đầu đời Thanh, chùa lại hưng khởi mạnh mẽ. Hai đời vua Thánh Tổ Khang Hy và Cao Tông Càn Long mấy lần tuần du phương Nam đều nghỉ tại hành cung trên núi. Trong cơn loạn Hồng Dương, chùa bị đốt cháy gần như hết sạch. Về sau đại sư Niệm Thành trụ trong lòng tháp, nhằm đúng khi ông Bành Cung Bảo Ngọc Lân đi chơi núi gặp gỡ, bèn tra xét ruộng đất, chuộc lại hơn 600 mẫu, dựng hơn 10 gian điện đường, nhà cửa. Đến năm Tuyên Thống thứ 3, 1911, trụ trì là Đạo Minh, vốn là quân nhân xuất gia, tánh tình thô bạo, do mất y ca sa mà đánh đập người tới chùa quá đáng. Người dưới núi vùng lên đánh đuổi, Đạo Minh bỏ trốn, đồ đạc trong chùa đều bị khuân sạch, trở thành một ngôi chùa không ai ở. Đây chính là cơ hội để đạo tràng Linh Nham được phục hưng. Nếu không, giả sử như ông ta tận lực vâng giữ thanh quy, chắc chắn chùa chẳng thể trở thành đạo ngàn, đạo tràng tịnh nghiệp duy nhất trong cả nước được. Họa phước dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do con người khéo dụng tâm hay không mà thôi, bắt nguồn từ việc thân sĩ vùng Mộc Độc là ông Nghiêm Lương Sán bảo nhà sư chùa Bảo Tạ là Minh Hú, thỉnh thầy của vị sư ấy là Hòa Thượng Chân Đạt tiếp nhận trông nom chùa. Ngài Chân Đạt bèn phái người đến tiếp nhận, lại sai Minh Hú đứng trông nom tạm thời, ý muốn có người thích hợp sẽ biến chùa thành đạo tràng thập phương chuyên tu tịnh độ. Năm Dân Quốc 15, 1926, pháp sư giới Trần đến đây, bèn giao cho ngài làm trụ trì. Tăng chúng thường trụ trì lấy 20 người làm hạ, trừ số tiền huê lợi mấy trăm đồng ra, hễ chi tiêu không đủ thì ngài Chân Đạt sẽ bù cho. Chẳng quyền mộ, chẳng làm pháp hội, chẳng truyền pháp, chẳng thầu đồ đệ, chẳng giảng kinh, chẳng truyền giới, chẳng làm chuyện kinh sám thủ tạc, truyền nhất niệm Phật. Khóa tụng mỗi ngày đều giống như trong khi cử hành Phật thất thông thường, trụ trì bất luận thiên thai hiền thủ, lâm tế tạo động đều được, chỉ quan tâm đến thứ tự, không quan tâm đến thế hệ truyền thừa. Chỉ cần là người giới hạnh tinh dòng, trì giới nghiêm ngặt, thông hiểu giáo lý, tinh sâu tịnh độ là được. Nếu những mặt khác đều khá nhưng chẳng chuyên chú tịnh độ thì quyết chẳng thể mời làm trụ trì. Từ đấy trở đi, người thường trụ ngày càng nhiều, phòng ốc chẳng đủ. Trong năm Dân Quốc 21, 1932, trước hết dựng niệm Phật đường, 4-5 năm qua liên tục xây cất, nay điện Đại Hùng đã khánh thành, chỉ còn thiếu điện Thiên Vương chưa xây, nhưng cũng chẳng quan trọng chi lắm. Tháng 2 năm Dân Quốc 19, 1930, quang đến đây, tháng 4 liền bế quan tại chùa Báo Quốc, đã hơn 6 năm rồi, do già cả bất tài, toàn chết già trong nơi bế quan. Vì các vị trong hội Phật giáo mời mọc xin quang trong pháp hội hộ quốc tức tai, mỗi ngày giảng khai thị một lần, tỏ rõ lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, để sướng pháp tín nguyện niệm Phật, liễu thoát ngay trong đời này, để cứu vãn thế đạo lòng người, cố sức từ chối chẳng được.
Bèn vào ngày mùng 6 thác này ra khỏi chỗ bế quan, đến đất Hỗ, Thượng Hải, nhằm chọn nghĩa vụ hộ quốc của tôi. Ngày 15 viên mãn, ngày 16 vì họ nói tam quy ngũ giới. Sáng nay, theo đường tắt từ đất Hỗ trở về đây, nhưng các vị cư sĩ ở thành Tô Châu đã đến trước rồi. Lên núi trông thấy điện vũ nguy nga, tăng chúng thanh tịnh hòa thuận, khôn ngăn hoàn hỷ tột bậc. Do được giám viện là đại sư Diệu Trần mời vào pháp đường vì các vị dễ nói pháp yếu tịnh độ. Nếu chỉ nói pháp yếu, chẳng nêu lai lịch và các nhân duyên hiện thời, thì kẻ ở, người tới đều chẳng biết duyên do, chắc sẽ coi đạo tràng này giống hệt như các đạo tràng khác. Đối với người thông suốt rộng lớn thì không gì là chẳng được, nhưng đối với kẻ ngu độn như Quang lại muốn thoát khỏi ba cõi ngay trong đời này, lên chí phẩm cõi kia, thì chưa biết hướng về đâu, do vậy trước hết thuật bày duyên khởi vậy. 62. Lời tựa cho Đại Tạng Kinh Bản Tích Sa đời Tống được in theo lối ảnh ấn gian. Nếu không phải đời trước đã trồng thiện căn, dù trải cả kiếp, còn chưa được nghe tới danh tự, huống là được đích thân thực sự cúng dường thọ trì đọc tụng, nương theo đó mà tu tập cho đến khi được viên chứng ư, pháp được nói trong đại tạng chính là pháp sẵn có trong cái tâm của mười pháp giới, chúng sanh, Phật, phàm, thánh, nơi Phật chẳng tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm, Phật do giáo chứng, nên thường hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh vì chưa ngộ nên ngược ngạo, nương theo sức của diệu tâm này để trái giác hiệp trần, mê chơn đuổi theo vọng, khỏi tham sân si, tạo giết trộm dâm, vĩnh viễn ngục lặn trong tam đồ lục đạo, chọn chẳng có thuở thoát ra. Tam thừa thánh nhân tuy có ngộ chứng nhưng chưa đạt đến mức rốt ráo, vì thế vẫn chưa thể thụ dụng hoàn toàn. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy cơ lập giáo, đối bệnh cho thuốc, để họ theo đường về nhà, chọn chẳng lập giác khuôn khổ nào khác. Với hàng đại căn, căn cơ đại thừa, bèn nói thẳng đại pháp nhất thừa, khiến họ nhanh chóng chứng được vô sanh. Với hít tiểu căn, căn cơ tiểu thừa, bèn trước hết dạy nương theo những pháp môn quyền tiệm để tu trì hồng phương bồi nền tảng, bước vào đại thừa, cuối cùng cho họ được nhận lãnh gia nghiệp, tiếp nối hưng thịnh dòng sống nhà Phật. Lời Phật dạy trong cả một đời được chia thành năm thời. Một thời Hoa Nghiêm chỉ nói đại pháp viên đốn nằm ngoài các giới, trời người nhị thừa đều chẳng phải là pháp khí của thời này. Hai thời A Hàm nói pháp tứ đế thập nhị nhân duyên quyền tiệm khiến cho họ vào trong hóa thành. Ba thời Phương Đẳng bàn chọn tứ giáo thích hợp khắc ba căn. Bốn thời Bát Nhã dùng diệu trí Bát Nhã để trừ sạch tình kiến của phàm lẫn thánh. Năm thời Pháp Hoa Niết Bàn khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn, thọ ký hy chọn khắc ba căn để họ cùng được nhận lãnh của báu trong nhà sẵn có. Niết bàn phù luật đàm thường là giáo huấn tối hậu để ba nghiệp thân khẩu ý đều cùng thanh tịnh như Phật, tam học giới định huệ cũng được viên mãn như Phật. Tổng hợp những pháp được nói thì có năm tông, tức là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Năm tông này tuy tên gọi sai khác nhưng lý thể là một, hãy nên chuyên chú vào một môn nhưng chớ nên sai lệch bỏ phế các môn khác. Như do bốn cửa vào được một thành, như do bốn mùa hợp thành một năm, những tông ấy mang công năng duy trì lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau. Nếu chẳng phải là kẻ thấu hiểu sâu xa nguồn pháp, sẽ chẳng thể nào biết được trong ấy luật là nền tảng ban đầu để nhập đạo. Dù đạt đến viên mãn bồ đề vẫn phải nương tựa vào đó. Tịnh là pháp môn phổ độ, dẫu cho đã chứng đẳng giác vẫn phải nên hướng lòng về. Chúng sanh đời mạt nếu không do pháp này sẽ chẳng độ được. Bậc trí của các tông hãy gấp nên gìn giữ, nếu không tất cả tu trì chỉ trở thành cái nhân lành để thành quả Phật trong đời vị lai. Muốn ngay trong đời này hễ siêu thoát liền vào thẳng địa vị Như Lai e rằng chẳng phải dễ dàng đâu. Ngoài các kinh này ra, tất cả các luật đại tiểu thừa đều thuộc vào năm thời, do vậy chẳng cần phải nói riêng. Ngoài kinh luật ra còn có các bộ luận do các vị Bồ Tát tôn giả soạn ra để thích kinh tông kinh nhằm hiển lý phá hoặc hảo ma, chế phục ngoại đạo, ngõ hầu sự giáo hóa của Đức Phật sẽ nhờ vào đây mà được phổ biến khắp trong và ngoài nước. Đấy là tam tạng kinh luật luận từ Phật quốc Ấn Độ được dịch ra. Đến khi đại giáo được truyền sang phương Đông, bậc pháp tượng xuất hiện đông đảo trước thuật của các tông đẹp đẽ khôn kẻ xiết. Những tác phẩm được đưa vào đại tạng chỉ là một hay mười phần trong trăm ngàn phần mà thôi. Trước đời đường để có được kinh sách đều phải sao chép. Thời Ngũ Đại Phùng Đạo sướng xuất việc in bằng cách khắc ván,
Đến đời Tống, sách Nho Kinh Phật đều in bằng lối khắc ván. Đại Tạng Kinh bản đời Tống có mười mấy loại, nhưng Ni Sư Hoàng Đạo thuộc Tích Xa Diên Thánh Viện chặt tay để sướng khắc thành bản in Đại Tạng này, có thể nói là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến cho mọi người khâm phục, bội phục. Từ đời Tống đến nay hơn 700 năm, do cõi đời nhiều phép lạ lạc, những kinh đã được in, phần nhiều bị mất đi. Hai chùa Ngoại Long và Khai Nguyên ở Thiểm Tây may còn giữ được. Cư sĩ Châu Tử Kiều sang đất Thiểm lo việc phát triển trông thấy, bèn cùng với đại cư sĩ đất Hỗ, Thượng Hải, thương lượng in lại bằng phương pháp ảnh ấn, nhọc nhằn vất vả khó thể nói chọn được. Nay sắp hoàn thành đợt đầu, sai Quang viết lời tượng. Quang là một ông tăng chẳng hiểu biết gì, chỉ biết cơm cháo, làm sao có thể nêu tỏ sự quan trọng của Đại Tạng, đành nhờ vào những gì hàng ngày đã quen nghe, gom góc lẫn lộn lại để viết cho xong trách nhiệm. Diệu nghĩa của toàn bộ Đại Tạng người đọc sẽ tự biết, dẫu chưa thể đọc trọn khắc, nhưng hồi quang phản chiếu nơi các pháp căn trần thức đại, hiện tiền sẽ đích thân chứng được viên thông, cần chi phải viết tràn lan cho nhiều để gai mắt người nhã ư. 63. Đề từ và lợi tựa cho bộ gia ngôn lục. Đề từ được viết vào tháng 2 năm Dân Quốc 16, 1927, dành cho bản in bằng loại giấy in báo. Lời tựa được viết vào ngày mùng 8 tháng Chạp năm Dân Quốc 16 khi sách được in thành hai cuốn. Một tịnh độ đại pháp môn, lớn lao không gì ở ngoài nó được, như trời che khắp, như đất trở trọn. Bậc đẳng giác sắp thành Phật còn phải cậy nhờ pháp này. Kẻ nghịch ác sắp đoạn A Tỳ, mười niệm lên cõi sen, thích hợp căn cơ, khắp chín pháp giới, đều cùng siêng gắng đảnh lễ kính vâng, sướng thỏa tâm độ xanh của Phật, duy nhất không còn pháp thứ hai nào nữa. Tôi do sức tốt nghiệp từng là một gã nhất xiển đè, bắt trước bọn Âu Hàn vân vân, ngu xuẩn không sao chữa được. May là bị bệnh mấy năm, lúc ấy mới suy nghĩ kỹ càng. Các bậc thánh hiển xưa nay lẽ đâu đều vô tri cả, bọn họ đều cùng tôn thờ, ta nào dám chê bai. Dẫu bậc thánh cũng có chỗ không biết, nhưng bọn họ vẫn đủ sức làm thầy bọn Âu Hàn. Từ đó quy y Phật, xuống tóc khoác áo thâm, tự lượng túc nghiệp sâu xa, tôn giáo ta đều chẳng thích hợp. Chỉ có cậy vào Phật lực mai ra mới thỏa lòng mong, nên chuyên tâm tu tịnh nghiệp hầu được dự vào liên trì. Gần mười mấy năm qua, người khác đều lầm hỏi đến, lời đáp cũng giống như thế ấy, chẳng dám vượt Phật tí nào. Ông Tử Úy Như ở Hải Diêm cho rằng những lời lẽ ấy thiết thực gần gũi, đôi ba lượt đem in ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Lời lẽ tuy chất phác nhưng mọi người chẳng chê bai, tìm đọc càng nhiều, có nhiều người sanh chánh tín. Cư sĩ Lý Viên Tịnh túc căn vừa sâu vừa dày, chú thích các kinh luận, triển minh như lai tâm. Sau đó vì hao tổn tinh thần, yếu bệnh ngày càng thêm nặng, bèn bỏ nơi rộng lớn chọn lấy chỗ ước lược, lập chí đối gót Đông Lâm. Lại muốn lợi lạc hàng sơ cơ, tạo thành quy củ, châm ngôn tu trì cho họ, nên bèn trích yếu những lời trong bộ văn sao, phân thành từng loại để biên tập, cũng như tự bỏ ra tịnh tài, in tặng những ai hữu duyên, mong cho hết thảy mọi người đều gắng sức mong thành thánh thành hiền, giữ vẻ đơn thường tận hết bổn phận, ai nấy đều hoàn thành tánh thiên, bầu trời chân tánh của chính mình, vâng làm các điều thiện, tiêu trừ sạch các điều ác, tín nguyện siêng năng niệm Phật, cầu lên được chín phẩm sen, lâm trùng Phật đến tiếp dẫn, đều được như trang in bóng trên sông, ngay lập tức vãng sanh Tây Phương vĩnh viễn, thoát vực sâu sanh tử, thấy Phật ngộ vô sanh, dần dần đạt đến phước huệ trọn vẹn. Do vậy thỉnh tôi viết mấy câu để rộng lưu truyền, lời quê lọt vào mắt nhã, uổng trước lấy tiếng cười chê thương xót, mặt dày mày dặn dâng tấm lòng vô thành, mong ai nấy đều sẽ tỏ tường, nếu chưa vượt lên được bậc đẳng giác thì cũng dự vào hàng hồi hướng vậy. 2. Pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị, do vậy người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu, thường xem tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu ngu phụ chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh. Họ thấy kẻ ngu phu ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường pháp môn, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn tịnh độ chẳng xứng đáng để tu, tức là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì. Hơn nữa, chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt,
cũng như sự lớn nhỏ khó dễ giữa hai tự lực và Phật lực nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cuộc cầu vãng sanh ư? Ấn Quang Tùy từ lúc búi tóc đọc sách, nhiễm ngay chất độc bài Phật của Hàn Âu Trình Châu. May là không có được cái tài như Hàn Âu Trình Châu, nếu như có được chút tài như họ, ắt sẽ đến nỗi tự mình lầm, khiến người lầm thân còn sống mà đã hãm trong địa ngục A Tỳ mất rồi. Từ năm 14-15 tuổi về sau, bệnh nặng nhiều năm, từ đấy chiêm nghiệm khắp xưa nay, xem kỹ kinh sách mới hay, những thuyết do Hàn Âu Trình Châu lập đó đều là những tri kiến muôn đỉnh, tuyệt chẳng đạt đến những sự huyền áo. Nhập quan được một năm, tôi liền xuất gia làm tăng chuyên tu tịnh nghiệp, thề chọn một đời này làm một kẻ tự lo giải thoát, chẳng lập môn đình, rộng thâu đồ chúng, đến nỗi con cháu đời sau làm cho Phật pháp bại hoại, kéo cả Ấn Quang tôi vào trong địa ngục A Tỳ chịu khổ với chúng. Đến năm Quang Tự 19, 1893, vào Thượng Hóa Văn chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, lên kinh đô thỉnh Đại Tạng Kinh, sai tôi có sóc việc ấn lát. Xong việc, hòa thượng mời tôi cùng về núi, biết tôi chẳng thích tham gia tăng sự, ngài cho tôi ở riêng một căn liêu tùy ý tu trì. Đến nay đã 35 năm rồi, ở núi lâu ngày hễ có ai giao cho viết lách gì, tuyệt chẳng dùng đến tên gọi Ấn Quang. Ngay cả những văn tự chính mình cần phải ký tên cũng chỉ tùy tiện viết hai chữ là xong. Vì thế trong 20 năm qua, chọn không có người khách nào đến thăm, cũng không có thư từ qua lại làm phiền. Năm đầu Dân Quốc 1911, cư sĩ Cao Hạc Niên đem mấy thiên văn cảo đang chê Phật học tùng báo, chẳng dám dùng tên Ấn Quang, mà dùng tên Ấn Quang thường tự xưng là Thường Tàm Quý Tăng. Ông Tăng thường hổ thẹn, vì thế ký tên là Thường Tàm. Cư sĩ Từ Úy Như và Châu Mạnh Do lại lầm lạc tán thưởng, hỏi dò cả 3-4 năm như chẳng ai hay biết. Sau Mạnh Do lên núi bái yết, xin quy y, đem mấy thiên bản cào dở tệ gửi cho Úy Như, đưa in ở kinh đô, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, khiến cho văn tử của tôi gai mắt khắp những vị cao nhã, nên cải thêm hổ thẹn. Năm Dân Quốc thứ 7, thứ 8, 1919-1919, họ lại lôi ra thêm mấy thiên nữa soạn thành sách tục biên, in chung với cuốn sơ biên. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, giao cho Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán sắp chữ thành hai cuốn để làm bản lưu. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 10, 1921, sách in xong. Quang Tùy lại ở Dương Châu, đem bản đã sắp chữ năm Dân Quốc thứ 9, 1920, cho khắc thành một bản, chia ra làm bốn cuốn. Năm Dân Quốc thứ 11, 1922, lại giao cho Thương vụ Ấn Thư Quán in thành bốn cuốn. Khi ấy các cư sĩ chỉ đảm nhiệm in 2 vạn bộ, nhưng đến khi Thương vụ Ấn Thư Quán in xong gửi ra bán, số ấy vẫn chẳng đủ. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 14, 1925, lại giao cho Trung Hoa Thư Cục in bản tăng quảng, bản mở rộng, do thêm vào những bài mới, cũng chia thành 4 cuốn, dày hơn lần in trước 100 tờ. Mùa hạ năm nay in sách, do phong trào công nhân đấu tranh giá in rất cao, chỉ in được 2.000 bản, bản gốc đã đem cho chế chỉ bản thành 4 bản sao, thì nhà in giữ lại 2 bản, trả về cho Quang 2 bản. Tôi bèn giao cho Chiết Giang Ấn Đoát Công Ty tại Hàng Châu in trước 1 vạn bản, sau đó sẽ in tiếp tùy theo nhân duyên. Cư sĩ Viện Tịnh Lý Vinh Tường trong mấy năm qua chuyên tâm nơi học, đối với luận khởi tín, kinh Đăng Nghiêm, kinh Viên Giác đều viết sớ giải. Quang bảo người thanh niên nên thiết thực dụng công niệm Phật trước đã, đến khi nghiệp tiêu trí dạng trước tận phước dày rồi sẽ lại nêu tỏ ý Phật, tự có thể xiển minh ý Phật tuyên truyền các vũ trụ. Khi ấy ông Lý vẫn chẳng chịu là đúng, sau này vị dụng tâm quá độ, tinh thần tận thể mỗi ngày một suy, với 2 lời tôi nói chẳng sai. Ông ta bèn đọc kỹ văn sao, hoan hỉ khôn xiết, nên trích lục những nghĩa trọng yếu chia thành từng môn từng loại, soạn thành một cuốn, kệ Quang viết lời đề từ, tính dùng giấy in báo in 1.000 cuốn để đáp ứng nhu cầu cần đọc ngay của độc giả, do những phần ấy đã được đăng trước trên tờ Lâm San của cư sĩ Lâm, nên độc giả nhiều lượt thôi thúc ấn hành. Tháng 5 Quang đến đất thân Thượng Hải, ông ta bèn cùng vợ xin quy y. Tháng 8 sách in ra, chẳng lâu sau sách được thỉnh hết, thư yêu cầu nườm nượp gửi tới. Tôi bèn bảo cơ quan quản trị nhà tù tại Tàu Hà Kính sắp đặt việc in sách, cư sĩ Trần Địch Châu xin đảm nhiệm việc trình bày cũng như chịu phí tổn làm 4 bộ chỉ bản.
ông ta lại chịu tiền in 2.000 bản, cùng một lúc đảm nhiệm ấn lót gần đến 2 vạn. Vì với những bản chỉ bản thì dự tính để lại một bản ở cơ quan quản trị nhà tù hầu đáp ứng cho việc tái bản lưu thông sách tại Thượng Hải, một bản gửi về cho cư sĩ viên tịch giữ để chính ông ta và các vị thiện sĩ được sử dụng, một bản gửi sang tuyên giảng đường tại các nghĩa tân để những vị có tín tâm nơi vùng quan ngoại dễ thỉnh đọc, một bản gửi sang thương hội ở Tân Gia Ba thuộc Nam Dương để Hoa Kiều ở các đảo đều cùng được đọc tụng. Vậy xuất xứ của mỗi câu được sao lục trong bản này, thuộc quyển nào trang nào ông Lý đều ghi kỹ để người đọc có thể đối chiếu với toàn văn trong văn sao. Do chỉ chép lấy những nghĩa trọng yếu trong các bài văn xếp thành một loại nên thường có những đoạn trích lời văn ý nghĩa khá giống nhau nhưng tôi chẳng lược bớt đi, ngõ hầu người đọc hưởng lợi ích được khuyên đi khuyên lại nhiều lần, sẽ hai đoạn ngay được lòng nghi, phát sanh lòng tin. Xuất xứ từ quyển nào trang số mấy đều dựa theo cách đánh số trong bản Tăng Quảng Văn Sao, lấy bản Tăng Quảng Văn Sao làm bản lưu thông vĩnh viễn. Những thứ khác, tức những bản in có trước bản Tăng Quảng thì về lâu về dài sẽ không phải tiến hành in lại nữa. Lại vì văn sao, văn tử sâu rộng rườm rà, có lẽ kẻ sơ cơ khó lòng phân biệt, hiểu được đâu là pháp môn dễ hiểu, nhưng hợp cơ nghi. Muốn cho họ trước hết thấy được cửa nẻo, từ đấy sẽ thiết thực tấn tu, tự đạt đến chỗ cùng cực, khỏi phải đến nỗi nhìn biển cả than dài, hoặc đến nỗi đành lòng lui sụt. Nhân đây chép cả mục lục cuốn văn sao tuyển độc, vào sau lời tựa cuốn ra ngôn lục, để người chưa từng nghiên cứu Phật học có cái nương tựa, để tiến bước vào đạo, tâm lặng người ấy có thể nói là châu đáo hết mức, không còn gì hơn được nữa. Do vậy tôi trình bày duyên do như thế, để mong người đọc đều cùng được biết. Nguyện người thấy người nghe đừng cho lời tôi nói đều là tầm thường kém cỏi rồi bỏ qua, cứ cầu lấy những điều cao thâm huyền diệu. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi, đạo của Như Lai chỉ là giới định huệ mà thôi. Thực hành được việc tầm thường kém cỏi đến cùng cực thì lý cao thâm huyền diệu há còn phải cầu đâu khác nữa. Nếu không thì chỉ cao thâm huyền diệu nơi đầu môi chót lưỡi, khi sanh tử xảy đến chẳng dùng được mảy may. Xin độc giả hãy lưu tâm. 64. Lời tựa cho cuốn Thích Môn Pháp Giới Lục, Nam Sơn Quốc 26-1937. Đức Như Lai chẳng xuất hiện, cõi đại thiên giống như đêm dài. Phật Nhật đã chiếu khắp, các pháp đều rạng rỡ, chẳng riêng gì tam thừa thánh nhân mau lên được bờ giác, mà còn khiến cho hàm thức trong 6 đường đều dần dần thoát vòng khổ. Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loại đều hiểu, ví như một trận mưa thấm nhuần trọn khắp cây cỏ, mỗi loài tự xung xuê, một vầng trăng hiện bóng khắp nơi, nơi sông biển tùy mỗi người thấy khác, chỉ rõ Phật tánh sẵn có, chúng sanh và Phật vốn đồng, dạy rõ do tu trì thuận hay nghịch Phật tánh mà phàm thánh thật khác biệt, chia ra nói thành năm thừa để mong chúng sanh theo đường về nhà, chẳng lập một pháp ngõ hầu hiểu gốc mà biết ngọn, ngũ tánh tam thừa cùng về một đạo, tứ đế lục độ chẳng hoài một tâm, hết thảy pháp thiên viên đốn tiệm, pháp pháp dùng nhiếp, hết thảy hạnh đại tiểu quyền thật, hạnh hạnh viên thông. Đây chính là quy củ lớn lao nuôi dạy hàng ngàn căn cơ của Đức Như Lai, là nghĩa lý lớn lao trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật. Xét từ lúc đạo Phật được hưng khởi vào đời Chiêu Vương nhà Châu, đạo truyền khắp cõi Tây Cản Ấn Độ đến đời Hán Minh Đế, pháp được chuyển sang Đông Trấn Trung Hoa, thoạt đầu chỉ được hoàng truyền nơi đất Bắc, đến đời Ngô mới bắt đầu chuyển xuống phương Nam. Từ đây Tấn trở đi, đạo được truyền khắp trong nước, ngoài nước, Cao Ly, Nhật Bản, Tiêm La, Thái Lan, Diễn Điện đều cùng được hội pháp hóa của Phật trong thời ấy. Ngài La Thập ở Quan Trung, Viễn Công tại Lô Sơn, Công Huân Hoàng Pháp không ai to lớn bằng. Do vậy pháp được truyền đến các nước đều được bình đẳng hưởng ơn Phật. Từ đấy trở đi đến thời Đại Đường, kinh luận pháp môn thầy đều trọn vẹn. Tính chung những tông lớn thì có 5 tông là Luật Giáo, Thiền, Mật Tịnh. Cố nhiên tri thức các tông đều thông suốt các pháp, nhưng để hoàng dương thì hoặc kiêm hoặc chuyên, chỉ mong sao khí cơ nên không nhất định. Đa số là bậc đã chứng thánh quả, thừa nguyện thị hiện hoàng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh. Khi sống được vua quan khâm phục kính ngưỡng, dân chúng tôn sùng, bất đi trời người buồn khóc, cầm thú kêu ai oán, làm bậc thầy mô phạm cho cõi đời khi ấy, làm cầu bến cho đời sau, đạo đức lợi ích nói chẳng thể cùng. Giọng Côn Luân tuy xanh ngọc,
vẫn có đá tảng dừng chân đàn phần nhiều thơm ngát, vẫn xanh cỏ thối. Đó là vì chư tăng hoặc thừa nguyện thị hiện bệnh hạnh, hoặc do mê tâm nên phạm thanh quy, dấu tích của những lợi ích bị mất mát và những khổ báo chiêu cảm đều đáng để khơi gợi thiện tâm cho người đời sau. Dân dạy đời mạt phải gắng trí, vĩnh viễn là gương soi về sự trái đạo nghịch pháp trong pháp môn. Vì thế chưa chắc những gương phạm giới ấy đã là trái nghịch sự giáo hóa của Phật, mà là nhằm khiến cho con người y giáo phụng hành vậy. Cư sĩ Quách Hàm Trai ở Hồ Nam xem rộng rãi các sách vở, tiện tay sao lục những chuyện đáng để làm gương, đáng để răn rẻ, được bao nhiêu đó chuyện, đặt tên là Thích Môn Pháp Giới Lục với chí nguyện mong mỏi lợi lạc mọi người. Nhưng do tuổi đã già suy, tinh thần chẳng đủ, chưa thể sắp xếp trước sau theo từng triều đại được, thật chưa được thỏa đáng lắm. Nhưng sách khiến cho người đọc bắt chước theo để phòng răn rẻ thì nào có trở ngại gì. Phần phụ lục cuối sách là một số đại giáo huấn thiết yếu trước lục từ Vân Thê Pháp Vựng. Phần trước là những hạnh đẹp đáng noi theo, phần này chính là những lời tốt lành, miệng thường tụng, tâm thường nghĩ những lời hay đẹp, lời hay hạnh đẹp của cổ đức sẽ giống như người nhiễm hương, thân tự có mùi hương, dù cái ấy ương bướng kém cỏi đến đâu cũng trở thành bậc tri hành hợp nhẫn, hợp nhất, huống là những bậc đại trí một bề mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, lợi ích ấy làm sao lường được. Nguyện tứ chúng học Phật, thế người hiền mong được bằng, thế kẻ chẳng hiền trong lòng tự phản tỉnh thì pháp môn may mắn lắm, thế giới may mắn thay. 65. Lời tựa cho tác phẩm Tịnh Độ Tam Yếu Thuật Nghĩa Nam Dân Quốc 16-1927. Cư sĩ là Quý Hòa ở Thiệu Hưng, xưa đã có linh căn dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tự hành dạy người chỉ chăm chú tín nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, lại còn chú trọng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiêng giết bảo vệ sanh vật, mến tiếc sanh mạng loài vật, lại cho rằng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình là diệu pháp duy nhất, không hai để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Thật có thể gọi là người biết được cái gốc để cấp bách chú trọng trước tiên. Lúc cư sĩ còn trẻ rất hâm mộ chí hướng, chẳng làm nương tướng, ắt phải làm lương y của cổ nhân, bèn lưu tâm nơi y lý để mong lợi người. Lâu ngày tinh thông y thuật khá nổi tiếng, kế đó nghĩ tâm bệnh là gốc, thần bệnh là ngọn, nếu chẳng trị tâm bệnh sao cho hết thảy mọi người đích thần thấy được bản lai diện mục, thoát lìa sanh tử luân hồi thì lợi ích rất nhỏ, rốt cuộc chẳng phải là đạo tự lập, lập người tự lợi lợi tha. Đời coi Đức Phật là đại y vương, ta hãy nên cầu y thuật nơi ngài, ngõ hầu ta cùng người đều được rốt ráo yên vui. Do vậy giao du với các thiện tri thức, nghiên cứu kinh Phật mới biết y thuật của Đức Phật độc nhất vô nhị trong cõi đời, như ra khỏi nhà tối thấy được mặt trời, tấm lòng vui sướng không thể nào sánh ví được. Nhưng Đức Phật nói ra vô lượng vô biên pháp môn, cầu lấy pháp trực tiếp, nhanh chóng nhất, viên đốn nhất, thực hiện dễ, thành công cao, ngõ hầu nghiệp lực phàm phu, do không có sức đoạn hoặc, sẽ có thể ngay trong đời này thoát khỏi tam giới lên chín phẩm sen, bỏ thân phàm dựa vào dòng thánh. Thì chỉ riêng một pháp tịnh độ là được như vậy mà thôi. Do vậy lắng lòng nghiên cứu, hiểu được cương yếu, gặp dịp pháp sư Hoa Trí kết xã niệm Phật, pháp sư bèn xin cư sĩ thay mình tuyên giảng, giảng đến đâu ghi đến đó, thành một cuốn sách từng đăng tải trên báo Đại Vân để tặng những người cùng chí hướng. Phạm ai thấy nghe để hoan hỉ tán thán, bảo là hợp với căn cơ. Các cư sĩ thuộc hội Phật học ở Dư Diêu khuyên nên in ra để lưu truyền, cậy tôi viết lời tựa. Tôi nghĩ pháp tịnh độ lý sự viên dung, tánh tu chẳng hai, phản lẫn thánh, đều thâu nhiếp trọn vẹn. Hết thảy pháp môn, hà sa diệu nghĩa không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, không gì chẳng trở về pháp giới này, như biển cả dung nạp khắp trong sông, dường thái hư chứa trọn muôn hình tượng. Quả thật là pháp môn vô thượng, thành thủy thành trung để mười phương chư Phật, trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh, vì thế được chín pháp giới cùng tuân hành. Mười phương chung khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, muôn luận cùng tuyên nói. Tôi nói lời này nếu có ai chẳng tin, xin hãy chất vấn Phổ Hiền Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, ngõ hầu cùng dự vào Hoa Tạng Hải hội, nhất trí tiến hành, để đều mong sao cho đời này vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, tấn tu dần dần, cho đến khi viên chứng vô thượng Bồ Đề mới thôi, cao đẹp thay, tốt lành thay. 66. Lời tựa cho sách Vật Do Như Thử Năm Dân Quốc 25-1936. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật.
Phật xem hết thảy chúng sanh đều là Phật, nên kinh Phạm Võng nói: Ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy, giới phẩm đã đầy đủ. Bởi lẽ tin chính mình là Phật chưa thành thì chắc chắn muốn cải ác tu thiện, phát tâm đại bồ đề, tự lợi lợi tha, ngõ hầu đoạn sạch phiền hoặc, đích thân chứng được chân như Phật tánh sẵn có nơi cái tâm này. Tin hết thảy chúng sanh trong sáu đường đều là Phật chưa thành, chắc chắn sẽ tận lực khuyên lơn chỉ bảo, duy trì động loại, chắc chắn chẳng làm chuyện tranh giành, tàn sát lẫn nhau, chắc chắn sẽ muốn kiêng giết, bảo vệ sanh mạng, tạo sự thuận lợi lớn lao cho dị loại, chắc chắn sẽ không có cái tâm thảm độc ăn thịt kẻ khác để bồi bổ cho ta. Do con người chẳng biết chính mình và hết thảy chúng sanh đều là Phật chưa thành, nên mới tranh chấp giết người ngập thành ngập đồng chẳng tiếc nuối, cũng như giết thân chúng nó hỏng thỏa thích bụng miệng ta. Người đời sát sanh quen thói nên coi thường, sự thể lớn nhỏ gì cũng đều phải giết chóc, tế thần cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi khách, không có thịt sẽ chẳng thể thành lễ được. Đem chuyện cực khổ cực thảm giáng xuống thân loài vật nhằm biểu thị tấm lòng thành khẩn hiếu kính của ta. Nếu luận trên phương diện mê muội thì còn chấp nhận được, chứ luận trên thực tế thì đáng thương quá đỗi. Do hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp giết hại lẫn nhau. Trong các kinh đại thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe nhưng kẻ tiếp nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết là do Phật hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách, kể sao cho trọn. Trước khi giết đều nói là loài thú, đã giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết sát sanh chẳng khác gì giết Phật. Dẫu không phải do Đức Phật hiện ra, cũng vẫn là Phật đời vị lai. Giết ăn thì tội quá, biển cả, núi non, hãy gấp đau đớn gian trường ngõ hầu được giải thoát. Phải biết con người và loài vật tuy khác, nhưng mang hình dạng có linh tánh hay ngu xuẩn, kẻ ngốc, tâm thức tối tăm, loài vật có linh tánh thì trí lại sáng rỡ. Vũ luân bát đức cố nhiên chẳng nhường con người, lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người, dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phạm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Vì thế không từ khen ngợi châu dịch rằng: Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nhà tích thiện sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tai ương có thừa. Dư khánh dư ương chính là những thứ thừa sót lại của chánh khánh chánh ương. Chánh khánh chánh ương là những gì bản thân người ấy phải thọ trong đời kế tiếp hay trong những đời sau nữa, do tích thiện hay tích bất thiện, so với dư khánh dư ương sẽ còn hơn gấp trăm ngàn vạn ước lần. Nếu con người biết được điều này, chắc chắn chẳng chịu vì sung sướng nhỏ nhặt một lúc để rồi vĩnh viễn chịu đựng mối họa hại lớn lao đến vô cùng. Trong thời Gia Khánh Đạo Hoàng nhà Thanh tại huyện Quảng Phong, tỉnh Giang Tây, Thái sử Từ Khiêm tự Bạch Phàm ẩn cư soạn sách Hồng Giác Thế Yên Dân, trí thiết tha dân kiêng giết, đọc rộng các sách và những đức hạnh tốt đẹp của loài vật đều tập hợp lại, soạn thành một cuốn sách phân chia thành 14 tấm gương hiếu hữu, trung nghĩa, trinh liệt từ ái, thương kẻ cô độc, quyến luyến nghĩa cũ, giữ chữ tín, giữ phận khiêm tốn, giúp đỡ điều lành, cứu nạn báo đức, rửa sạch tiếng oan, hiểu biết nhiều thứ, thông minh trí huệ, đặt tên là Vật Do Như Thử, loài vật còn như thế ấy. Ấy là vì muốn cho người thấy, kẻ nghe đều phát khởi tấm lòng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thấu hiểu đức hiếu sanh của trời đất, chẳng tàn sát dị loại để các nỗi lòng, coi mọi người như ruột thịt, coi muôn vật như chính mình của đạo nho, che chở khắp quần xanh. Nghĩ đến những loài vật ấy còn có những hạnh đẹp như thế, mà chúng ta mang tấm thân sáu thước, sánh cùng trời đất thành ba ngôi xưng là tam tài, lại còn được kinh sách của Thánh Hiền giáo huấn, nếu chẳng kế thừa người xưa, mở lối cho người đời sau, tán trọng quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất.
Yêu dân thương vật, hòng thỏa tấm lòng từ của trời đất, thì chẳng những đã cố phục ân sâu nơi dạy của trời đất, thánh hiền mà còn hết sức thẹn với những gì lại, bay chạy, lặn ngụp nữa. Sẽ nói đến những chuyện như thế này, nên hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng anh, chung với chủ, chọn hết nghĩa như thế nào, dùng ngũ luân để hành bát đức, nên bác ái, cứu vớt rộng khắp như thế nào, để thực hành đại đạo, bình đẳng đối đãi, nên như thế nào đánh đổi sự ham muốn sảng bậy của chính mình, để tu trì, hòng chẳng khiến cho đấng sanh ra ta phải hổ thẹn, chẳng bị trời đất quỷ thần thương xót, chẳng bị trời đất quỷ thần xem thường vứt bỏ, chẳng bị hết thảy loài vật khinh miệt. Ông từ nhân phẩm cực thuần, học vấn cực rộng, tiếc rằng đời trước chưa từng gieo thiện căn rõ ràng, đời này cũng chẳng thân cận bậc thiện tri thức sáng mắt, đến nỗi đối với Phật pháp hay ngoại đạo đều chẳng phân biệt được tà chánh chân ngụy. Vì thế trong cuốn Hải Nam Nhất Trước do ông trước tác, đã đem quyển trung và quyển hạ của tâm kinh do ngoại đạo ngụy tạo, quyển hạ có hai loại, xếp chung ba thứ ngụy tạo này với tâm kinh chân chánh do Đức Phật nói, tôn trọng như cùng một thể, chẳng hề thua kém nhau. Điều này tạo ra thói tệ, khiến cho những kẻ không hiểu Phật pháp sẽ coi tà là chánh, xem ngụy là chân, khiến cho các ngoại đạo biến chánh thành tà, biến chân thành ngụy. Trong cuốn sách này, tức cuốn Vật Do Như Thử, 13 tấm gương đầu chỉ luận về luân thường, cố nhiên không gì chẳng thích đáng. Trong tấm gương thứ 14, lời phê bình về sự thông huệ của ông Tử Khiêm có tránh khỏi khiếm điểm tà chánh chẳng phân, mong độc giả hãy suy xét tường tận. Ông Lý Tuấn Thừa ở huyện Vĩnh Xuân, tỉnh Phước Kiến, pháp danh Huệ Giác, nhiều năm buôn bán tại Tinh Châu, Singapore và Nam Dương. Do đứa con thứ là Nghi Tông bị bệnh, gửi món tiền 1.600 đồng, xin quang ấn tống những kinh sách vãn hồi kiếp vận, uốn nắn thế đạo nhân tâm, kiêng giết bảo vệ sanh mạng loài vật, vân vân. Quang thấy thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, là do tống nho đả phá bài xích nhân quả luân hồi, bảo Đức Phật dùng những điều ấy để lừa bịp ngu phu ngu phụ tuân phụng giáo hóa của ngài, chứ thật ra không có chuyện ấy. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, đến nỗi hủa nhau phế kinh điển, phế luân thường, tranh đất giành thành, tàn sát lẫn nhau, không thể nào chấm dứt được. Muốn vãn hồi sát kiếp thì phải bắt đầu từ kiêng sát sanh. Sách kiêng giết rất nhiều, nhưng sách cảm động lòng người, năn dứt cơ duyên giết chóc thì sách này có thể tôn là bậc nhất. Bởi lẽ loài vật còn có những hạnh cao đẹp như thế, người có lòng nghĩ đến người khác nào dám buông lung giết ăn nữa ư? Trong lời tựa lại giảng rõ ta và loài vật đều là Phật chưa thành. Đức Phật muốn ngừng dứt sát kiếp trong cõi đời, liền chẳng tiếc sức hiện thân trong dị loại để cũng bị con người giết. Đã giết rồi mới biết là do Phật hóa hiện. Kẻ biết tốt xấu sẽ chẳng dám buông lung giết ăn y như cũ để tự trước lấy nỗi lo. Tuy quyển sách này chẳng nói đến chuyện kiêng giết, nhưng quả thật là sách đứng đầu về kiêng giết, chấn động kẻ điếc, sáng mắt người đuôi, khiến cho những ai xem thấy đều dấy lòng, đều tự suy nghĩ. Loài vật còn như thế, lẽ nào con người thua chúng? Bèn cực lực sốt sáng hành trì để khỏi hổ thẹn, từ đấy gắng sức chọn hết thiên chức, sống chẳng làm tay đi thì chạy, tận được tu tịnh hạnh, chết sẽ về thẳng thế giới cực lạc, sẽ thấy lễ nghĩa, nhân nhượng, hưng khỏi, can qua chấm dứt thiên hạ thái bình, chánh trí mở mang, tà chấp tiêu diệt, sự giáo hóa của Phật được rộng khắp. Do vậy cho tái bản sách này, dùng hết số tiền ông ta đã gửi để ấn tống ngõ hầu người thấy nghe, để có được khuôn mẫu để làm người làm Phật vậy. 67 lời tựa sách Ký Lộ Chỉ Quy, năm Dân Quốc 25 1936. Tam giới không đâu chẳng phải là quán trọ, chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng, tuy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thân lập mạng rốt ráo. Do vậy Đức Thích Ca Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót thị hiện, giáng sanh trong thế gian thì hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh, nói đủ mọi pháp khiến cho khắp các chúng sanh đều theo đường về nhà, nhận lãnh của gia bảo vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng các pháp ấy mỗi pháp lợi lạc cho một loại căn cơ, lại chẳng dễ tu tập, sở hữu tu cũng khó thể liễu thác ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn hoặc chứng chân thì mới thoát sanh tử. Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng trông mong được. Do lòng đại từ bi, Đức Như Lai lại bày ra một pháp môn đặc biệt, đó là tế nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tử lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tử lực để thoát sanh tử.
tích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lại căn lẫn độn căn, thượng thánh hạ phàm cùng nương và kẻ mới phát tâm lẫn người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không riêng gì phàm phu để dễ phiền não nên chuyên tu, ngay cả bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng 10 đại nguyện phương hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không chứa đựng rộng khắp, pháp môn lợi ích như mùa xuân khiến cho khắp mọi loài sanh trưởng, chọn cả kiếp tán dương cũng khó lòng cùng tận. Quang nghiệp chướng sâu nặng, trí huệ cạn mỏng, mấy chục năm qua chuyên tu pháp này, gần đây các ông Chiến Đức Khắc và Lý Đức Minh ở Cực Thành, tỉnh Sơn Tây lầm nghe người khác nói, gửi thư xin quy y, do vậy liền dạy họ hàng phàm phu sát đất muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, mà nếu không niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chọn chẳng có pháp nào khác để mãn nguyện cả. Lại gửi cho họ những sách như Văn Sao, vân vân để làm căn cứ tu trì. Ông Đức Khắc bèn dựa theo những ý nghĩa ấy soạn ra cuốn Kỹ Lộ Chỉ Quy, chỉ đường về nơi ngã rẽ, mượn hình thức vấn đáp để tháo gỡ nghi ngờ, làm sáng tỏ tông chỉ. Lại cậy ông Đức Minh rào duyệt, chỉ mong lại người chẳng tiếc tâm lực. Sách đã được ấn hành lưu thông, gửi sách đến chỗ Quang cầu ấn chứng. Quang đọc xong khôn ngăn an ủi vui vẻ, trong ấy có chỗ câu chữ ý nghĩa chưa viên mãn, sợ độc giả khó thể lãnh hội nên sửa chữa đôi chút để vừa xem sẽ hiểu ngay, chọn chẳng còn nghi ngờ bàn bạc nữa, cho ấn hành để lưu thông rộng rãi ngõ hở người đọc. Đối với giáo điển trong suốt một đời Đức Phật, chỉ nương theo một pháp khế lý khế cơ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu. Các pháp khác tuy cao sâu huyền diệu, rộng lớn tinh vi khế lý, nhưng không khế cơ, đều làm căn cứ, sau khi vãng sanh sẽ tự hành dạy người. Đối với đủ mọi tà kiến, kiến giải sai lầm, truyền dạy riêng tư bí mật tràng truyền của hết thảy ngoại đạo, những lời nói, nhằng nói cuội tự xưng là thật sự được tâm truyền của Phật Tổ, cần gì phải nhắc đến nữa. Tu trình xong xuôi, sắp giao cho thợ in, lại nhận được bài phát lộ sám hối văn của ông Thành Phục Sơ gửi đến. Đây cũng là một sự chỉ dạy đường về nơi ngõ rẽ lớn lao rất phổ thông, do vậy bèn đem in kèm vào sau sách, hỏng lưu thông rộng rãi để làm gương soi cho người khắp cõi đời vậy. 68. Lời tựa giải bày ý nghĩa việc cúng tế tổ tiên bằng cỗ chay. Năm Dân Quốc 25-1936. Chuyện ăn thịt là chuyện kỳ quái nhất, nhưng do quen làm đã lâu, chẳng biết là sai ngược ngạo coi đó là lễ. Vì thế tế trời đất, cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đẳng khách khứa đều dùng thịt làm vật biểu thị tấm lòng cung kính. Thánh nhân thế gian chẳng nói đến xử lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, cũng tùy thuận tâm tình của thế tục mà làm theo, nhưng vẫn ra giả về đạo thương dân yêu vật, suy từ lòng nhân, yêu thương loài vật của thánh nhân, đủ biết sự vô nghĩa của vật, của việc dùng thịt nhằm biểu lộ lòng thành, lòng hiếu thảo hay lòng cung kính. Để biểu thị tấm lòng thành, hiếu thảo, cung kính của ta, hãy nên dùng những món hết sức nhân từ tươi tắn thanh tịnh thì mới nên, sao lại dùng những con vật hết sức ô uế như heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, chúng đang sống sởn sơ, lại đem giết chết. Lúc những con vật ấy chết, nỗi đau đớn thảm khốc, lòng oán hận có thể tên nói được. Người có lòng nhân sao nỡ giết những con vật ấy để biểu thị tấm lòng của chính mình ư? Hãy thử suy nghĩ xem, lòng thành kính ấy có phải là lòng thành kính thuận lý hay không, hay là lòng thành kính trái đức vậy? Người nhân cũng dỗ tổ tiên còn tìm thóc từ nơi người có lòng nhân, này có món thịt bị giết bị chặt mà là thành kính hay sao? Do vậy nói ra sành để tế trời đất chính là trái nghịch đức hiếu sanh của trời đất thiên thần địa kỳ, há coi những con vật ô uế ấy là thơm sạch mà hâm hưởng hay sao? Và những kẻ cúng tế chỉ là muốn mượn cớ đó để ăn những thứ đồ cúng đấy thôi. Đối với chuyện cúng tế tổ tiên phụng dưỡng cha mẹ đãi đẳng khách khứa, hãy nên nghĩ cách có ích cho tổ tông cha mẹ khách khứa thì mới hợp lý. Này dùng sát nghiệp cực thảm khốc để biểu thị tấm lòng hết sức thành kính của ta, khiến cho tổ tông cha mẹ khách khứa đều phải mang lấy cái họa do sự giết chóc, thì tấm lòng thành kính ấy chính là họa hại chứ chẳng phải là thành kính. Huống chi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, chẳng càng ra sức cứu vớt lại ngược ngạo biểu thị lòng thành kính của ta bằng cách ra tay sát hại ư? Kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do lòng tử nên thực hiện chuyện phóng sanh. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta,
ta đời đời không lúc nào chẳng được họ sanh ra. Vì thế chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta, giết để ăn thịt tức là giết cha mẹ ta vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói, do còn người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, do ác nghiệp cùng sanh đến hết đời vị lai. Người thiếu mạng ta trả nợ ngươi, do nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp, thường ở trong sanh tử. Phẩm đoạn thực nhục bỏ ăn thịt của kinh Nhập Lăng Già dạy, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng là cha mẹ anh em con cái, quyến thuộc cho đến bạn bè, người thân ái tôi tớ, đổi sang kiếp khác lại mang những thân cầm thú vân vân, sao lại giết chúng để ăn thịt. Người đời chỉ biết đời hiện tại, chẳng biết đến quá khứ vị lai, vì thế giết thân chúng nó để nó ứ bụng ta, coi đó là lẽ đương nhiên. Nếu biết đời đời kiếp kiếp phải đền trả lẫn nhau, cũng như ta và những con vật ấy là cha mẹ anh em quyến thuộc của nhau, sanh ra nhau là oán gia đối đầu của nhau, giết lẫn nhau đừng nói chẳng dám tự ăn, dù tế lễ trời đất tổ tông phụng dưỡng cha mẹ, đãi đẳng khách khứa cũng chẳng dám dùng thịt. Bởi lẽ thịt là vật do tinh huyết tạo thành, nói trời đất thần thánh hưởng những thứ ấy, khác gì vu bán các ngài ăn thịt người. Cúng dỗ tổ tiên phụng dưỡng cha mẹ đãi đẳng khách khứa, nào khác giết tổ tông cha mẹ khách khứa trong quá khứ để cung phụng tổ tông cha mẹ khách khứa trong hiện tại, lại còn khiến cho tổ tông cha mẹ khách khứa trong hiện tại bao kiếp phải thường chịu quả báo giết hại ư? Chớ nói con người luân hồi thành súc vật là chuyện mờ mịt khó thể tra cứu, sử sách đã ghi chép nhiều không thể kể xiết, ngay cả những chuyện thấy nghe gần đây cũng chẳng ít gì. Vì thế đương nhiên phải tin tưởng sâu xa, đừng tạo sát nghiệp, do đã tạo sát nghiệp ắt sẽ phải chịu sát báo. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, sợ nhân thì chẳng gây nhân giết chóc, sẽ tự chẳng có sát báo, sợ quả chỉ là uổng công kinh sợ, chọn chẳng có ích gì. Ông Châu Thiện Xương ở Dư Diêu, từ sau khi quy y chẳng ăn đồ mặn, do năm sau nhằm đúng dịp ông phải lo liệu cỗ bàn, cúng dỗ vị tổ đời thứ 29 là Liễu Am Công. Những vật phẩm để cúng từ trước đến giờ đều có lẽ nhất định rồi chẳng được thay đổi. Ông ta đã bàn bạc sát biện pháp với tộc thúc tổ, ông chú trong họ là cụ Sở Thường. Cụ Thường là người thông suốt hiểu lý hết sức tán thành. Bèn vào ngày đông chí tập hợp cả họ bàn bạc. Kể từ năm sau trở đi, từ dạy dỗ tổ nhất là dùng đồ chay, chẳng dùng cỗ mặn. Mọi người đều cùng chấp thuận, vĩnh viễn lấy đó làm lệ nhất định. Cậy tôi viết lời tựa để con cháu đời sau và những người thấy nghe, ai nấy đều hành lòng hiếu chân chánh. Ai nấy đều hành lòng hiếu chân chánh, do vậy bèn nói đại lược nguyên do như thế đó. 69. Lời tựa cho bản Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh được viết bằng lỗi chữ khải, năm Giới Quốc 24-1935. Thật tế lý địa chẳng lập mày trần, phàm thánh chúng sanh Phật đều khó xưng nói. Về phương diện tu trì, cần phải đầy đủ các đức, nếu thiếu một pháp chẳng thể chứng pháp thân được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, vì độ chúng sanh bèn thị hiện giáng sanh trong thế gian, ẩn giấu thánh đức, thị hiện chư ngộ giống như chúng sanh để làm gương cho muôn loài. Xuất gia tu đạo đến lúc sao mai vừa ló dạng, hoát nhiên đại ngộ than rằng: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Nếu liệu vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí đều được hiện tiền. Do vậy trong hội rộng lớn như biển, những vị tụ họp như mây, nhóm về thế giới hoa tạng đều là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, tức các pháp thần đại sĩ thuộc 41 địa vị. Trong Bồ Đề Tràng và 6 nơi khác, nói nhất trần, pháp giới, địch chiếu viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai, lý tánh chẳng thể gọi là có hay không, và sự tu nhân chứng quả của các giai đoạn, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, cho đến diệu giác Phật quả. Vì thế biết, lý do sự hiển, lý sự do lý thành, lý sự viên dung mới hợp Phật đạo, đời có kẻ cuồng chuyên trọng lý tánh, chẳng chuyên chú sự tu. Trên là trái nghịch lời Phật dạy, dưới là phụ bạc tự tâm, tự lầm, lầm người, thật đáng thương xót. Kinh này gồm 81 quyển, 39 phẩm, Thành Lương Quốc Sư chia thành 4 phần tín giải hạnh chứng. Lại gọi 6 phẩm thuộc phần tín là Sở Tín Nhân Quả Châu, 31 phẩm kinh thuộc phần giải được chia thành 2 châu, 29 phẩm đầu gọi là Sai Biệt Nhân Quả Châu,
hai phẩm sau gọi là Bình Đẳng Nhân Quả Châu. Phần thứ ba là Hạnh, gồm một phẩm kinh được gọi là Thành Hạnh Nhân Quả Châu. Phần thứ tư là Chứng, gồm một phẩm kinh được gọi là Chứng Nhập Nhân Quả Châu. Châu có nghĩa là sự lẫn lý đều chọn đủ, không bị khiếm khuyết. Đại cương của trọn bộ kinh đã được nêu ra hết sạch, đi theo đây để tu trì sẽ đạt thẳng tới chỗ sâu thẳm. Tám hội trước chọn chẳng có phàm phu nhị thừa, tuy có thiền lòng bát bộ nhưng đều là bậc đại quyền thị hiện, chẳng thật sự là phàm phu bị trói buộc bởi nghiệp. Một hội cuối tuy có thanh văn như ngài Xá Lợi Phất vân vân, dẫu đã chứng thánh quả nhưng ở trong hội chẳng thấy được pháp thân thắng diệu của Đức Như Lai, chẳng nghe diệu lý viên đốn nhất thừa, chỉ thấy thân ứng hóa của Như Lai và nghe pháp sanh diệt tứ đế mà thôi. Đấy gọi là một thân hiện tướng nhưng thấy thủ thắng hay kém hèn khác biệt. Một âm thuyết pháp nhưng nghe thành pháp thiên hay viên khác biệt. Đến khi ngài Văn Thù đến trước đại tháp miếu nơi Phước Thành, thiện tài thân cận Văn Thù đã chứng trọn tâm thập tín rồi, vâng lời ngài Văn Thù dạy, đi về phương Nam tham học với 53 vị thiện tri thức. Đầu tiên tham kiến ngài Đức Vân liền chứng sơ trụ, từ đấy hễ nghe liền chứng, cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền. Phổ Hiền dùng oai thần giác vị khiến sở chứng của thiện tài bằng với Phổ Hiền ngang với chư Phật, thành đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền liền vì thiện tài xưng tán công đức thủ thắng nhiệm mầu của Như Lai, khuyến tấn thiện tài và Hoa Tạng hải chúng đều cùng dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Kinh này dạy rõ trọn vẹn nhân quả thành Phật trong một đời, lấy cầu sanh Tây Phương làm chỗ kết quy. Được biết pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương là pháp môn tổng trì thành thủy thành trung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật chân thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Trong đời có hạng hành nhân miệt thị nhân quả và tịnh độ đều là vì chẳng biết nhân quả và tịnh độ chính là căn bản để thành Phật, cứ tưởng điều đó chỉ thích hợp cho hạng ngu phu ngu phụ để nỗi tự đánh mất lợi hành, để nỗi tự đánh mất lợi lành. Cư sĩ Hy Tào Tung Kiều dốc lòng tin tưởng Phật thừa, mang tâm tự lập lập người tự lợi lợi tha, làm những chuyện giúp ngặt, cứu nghèo, cứu trợ tai nạn, cứu khổ. Hơn 10 năm qua miệt mài gắng sức, tận lực thực hiện việc lành tốn kém chẳng ít. 10 chuyện dự tính thực hiện lúc đầu, nay chỉ còn 2 chuyện chưa thể tiến hành. Do quyền bộ khó khăn nên phát tâm chép toàn bộ kinh Hoa Nghiêm để mong những nhà đại từ thiện thỉnh về thọ trì đọc tụng, rồi sẽ chẳng tiếc khoản tiền lớn lao để thành tựu hai việc lành ấy. Thì người chép kẻ thọ trì đều thực hiện được tài thí lẫn pháp thí. Những kẻ nghèo khổ kia do được che chở đều sanh lòng cảm kích dâng niệm Phật hiệu, sẽ có thể trong đời này hoặc trong tương lai vãng sanh Tây Phương, đều là do việc chép kinh và tụng kinh phát khởi. Công đức ấy há thể nói tận ư? Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện có câu: nếu Bồ Tát có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu tôn trọng thừa sự chúng sanh, chính là tôn trọng và thừa sự Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh hoan hỷ, sẽ khiến cho hết thảy Như Lai hoan hỷ. Vì sao? Do chư Phật Như Lai dùng lòng đại bi làm thể, do nơi chúng sanh mà khởi đại bi, do nơi đại bi mà sanh tâm Bồ Đề, do tâm Bồ Đề thành đẳng chánh giác. Do vậy biết cha trời mẹ đất dân là ruột thịt, loài vật giống như ta đối đãi bình đẳng là chuyện phải tùy theo khả năng mà gắng thực hiện vậy. Quang thẹn chẳng có tài lực lại không có đạo đức, cảm động trước tấm lòng thành vì dân nghèo của ông ta, Lựu Thuật đã ý kinh này để mong người thấy kẻ nghe, đối với hai việc cứu giúp người nghèo và niệm Phật sẽ đều phát tâm ngõ hầu chẳng đến nỗi vốn sẵn Phật tánh có thể thành Phật mà lại chìm đắm dài lâu trong tam đổ lục đạo, oan uổng chịu khổ, sợ chẳng thụ dụng được. 70. Lời tựa cho bản chép kinh Pháp Hoa, Nam Dân Quốc 22-1933. Kinh Pháp Hoa nghĩa lý rộng sâu, công đức rộng lớn, khai quyền hiển thật. Thọ ký thành văn thành Phật, việc lành tán tâm niệm Phật và giơ tay cúi đầu cũng đều là cá nhân để thành Phật trong vị lai. Khai tích hiền bổn, dạy rõ Như Lai thọ lượng vô biên, quyến thuộc nơi bổn địa và diệu dụng lợi sanh của bậc đại sĩ cũng được tỏ rõ triệt để về mặt bổn lẫn mặt tích, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đều cùng biết nỗi khổ luân hồi bao kiếp là huyễn vọng, biết Phật tánh sẵn có nơi chân tâm, từ đó trên là ngưỡng mộ chư thánh, dưới trọng tánh linh của chính mình, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để mong vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mau chứng vô sanh như trong phẩm Dược Phương Bổn Sự đã dạy. Thỏa mãn bản hỏa xuất thế của Như Lai là sự hướng dẫn tốt lành cho chúng sanh trong chín giới. Lợi ích ấy
Nếu không phải là Phật sẽ không thể biết được. Do vậy hễ ai đọc tụng thọ trì biên chép lưu thông thì công đức ấy phàm phu trong thế gian nhị thừa chẳng thể nào suy lường được. Tôi thường nói, muốn được lợi ích chân thật nơi Phật pháp thì phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính để tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính để tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Và những ai đọc tụng thọ trì biên chép đều phải giữ thân khẩu ý trong sạch, cạn lòng thành, kiệt lòng kính, như trung thần tuân phụ thánh chỉ của Minh Chúa, như hiếu tử đọc di chúc của tử thân, cha mẹ nhân từ, cung kính run sợ chẳng dám coi thường, thì vô biên lợi ích sẽ tự đích thân đạt được. Nếu khinh mạn không kính nể, mặc lòng khinh nhờn, cũng giống như những nhà nho đọc sách nho trong thời gần đây, chọn chẳng có ý tưởng giống như đang đối trước thánh hiền, chẳng dám nghĩ tưởng dễ dui. Những kẻ đọc tụng theo kiểu khinh nhờn ấy tuy cũng có thể gieo được thiện căn đắc độ trong tương lai, nhưng cái tội khinh nhờn ngạo mạn thật chẳng cạn nhỏ, vì thế chẳng thể không chú ý. Do cư sĩ Khế Thành Tào tung kiểu kính cẩn chép kinh này, muốn cho những người thọ trì đọc tụng sau này đều được lợi ích chân thật, nên cậy tôi lược thuật ý nghĩa. Do vậy tôi bèn viết bài tựa này để tặng cho. Nếu chẳng coi lời tôi sai lầm thì lợi ích đạt được sẽ chẳng thể hình dung bằng ngôn từ văn tự được đâu.